Em Lợi xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đang quan tâm theo dõi kênh YouTube mua bán ô tô của Em Lợi. Và em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Quý anh chị nào mà có nhu cầu mua bán, trao đổi xe, ủng hộ em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua cửa hàng, địa chỉ bên em là 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Và hôm nay em Lợi xin kính chúc toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Hôm nay em Lợi xin review chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2012, số sàn. Xe Kia Morning nhập nguyên chiếc, màu xám lông chuột, số sàn, sản xuất 2012, biển Hà Nội 29A98101. Toàn bộ chiếc xe thì khá là đẹp. Xe gia đình sử dụng, không có đâm xô biến dạng ô tô và kính vỡ đèn. Máy số là nguyên zin. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi nút màu đỏ thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi đang về theo năm tháng. Và quý anh chị ủng hộ, like, chia sẻ giúp em. Toàn bộ chiếc xe Kia Morning 2012 này thì em Lợi cũng đã bỏ tiền ra mua và đã kiểm tra, khẳng định cam kết với quý anh chị. Như em quảng cáo trên video là 100% chiếc xe này là không có đâm xô biến dạng ô tô và kính và đèn. Máy số là nguyên zin, không bị ngập nước. Và toàn bộ an ninh pháp lý thì rút hồ sơ cho quý anh chị trên toàn quốc. Nếu như quý anh chị đến phát hiện ra sai, đâm xô biến dạng ô tô và kính và đèn, bên em xin bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị. Và khẳng định với quý anh chị đây là một chiếc xe gia đình dùng, chứ không phải là chiếc xe taxi ra. Toàn bộ về chiếc xe Kia Morning này thì bốn cánh cửa, cốp trước, cốp sau, kính, đèn thì đều là nguyên bản theo xe, không có dấu hiệu bị thay thế. Và chỉ có một số điểm chảy xước thì bên em cho sơn lại và đánh bóng. Xe được trang bị la răng đúc, xe nhập nên là thân vỏ khá là dày và độ cách âm nó tốt hơn xe trong nước lắp ráp. Chiếc xe Kia Morning này và phù hợp cho quý anh chị nào mua về đi gia đình, đi lại trong phố, khá là tiện và bé gọn. Toàn bộ đèn pha, mặt ca lăng và ba đờ sốc trước của chiếc xe rất chi là đều nhau, và khe hở cabo không có dấu hiệu bị sọc sạch. Toàn bộ ba đờ sốc, đèn pha của chiếc xe khá là đẹp. Và đây là cái thông số kính của chiếc xe. Tất cả các cái thông số kính thì đều của hãng Kia và đều có năm sản xuất 2012 theo năm sản xuất của chiếc xe. Đăng kiểm của chiếc xe thì còn khá là dài, đến tháng 4 năm 2022. Tất cả các cái gương này không bị chảy xước quý anh chị ạ. Toàn bộ gương thì khá là đẹp. Đấy, xin nhan gương. Lốp của chiếc xe thì khá là dày. Toàn bộ lốp của chiếc xe này thì đi còn đang còn dài dài quý anh chị nhá. Thoải mái đi, chắc là từ giờ đến hết năm thoải mái luôn. Toàn bộ la răng đúc theo xe. Và cái phanh của trong này còn khá là sáng và đẹp. Về phần đuôi phía sau của chiếc xe thì hai bên đèn dấu phẩy này khá là đẹp và nguyên zin. Đến cả đèn dưới ba đờ sốc. Xe thì được trang bị thêm cam lùi và cảm biến lùi đầy đủ hết, hoạt động khá là tốt. Và toàn bộ đèn chắc chắn, không có dấu hiệu bị thay thế. Tất cả các thông số kính thì đều hàng Kia và đều có năm sản xuất 2012 dưới đây. Kính thì khá là đẹp, gạt mưa sau, còn hoạt động cũng khá là chắc chắn, ổn định. Toàn bộ cái phần cốp phía sau của chiếc xe đây thì cơ bản là khá liền lạc. Toàn bộ ốc đinh bấm, đinh dập của chiếc xe đều nguyên zin. Và ốc cốp phía sau của chiếc xe thì không bị tháo lắp. Toàn bộ sơn keo chỉ là nguyên bản hết từ đầu. Về phần nội thất bên trong của chiếc xe thì ghế da nguyên zin theo xe. Toàn bộ nội thất ghế lái và ghế bên phụ đường trước đây, toàn bộ là rất chi là căng và đẹp. Vô lăng thì sau 9 năm sử dụng nhưng mà toàn bộ vô lăng là nguyên bản, da nguyên zin. Và đặc biệt xe được bác chủ trước trang bị thêm
màn hình DVD và xe trang bị hai bóng khí táp ly bàn thờ khá là mới, bóng khí chưa bị đâm bung nổ. Và táp ly bàn thờ còn tem mác của nhà máy còn nguyên đây. Đấy, tem là tem xe nhập, toàn bộ trải sàn và bậc lên xuống này khá là đẹp, trải sàn da. Bàn đạp phanh ga của chiếc xe thì không bị mòn và tất cả các ốc khóa bản lề em Lợi đã kiểm tra cho quý anh chị toàn bộ là nguyên zin. Với cái tay nắm mở cửa của cái cánh cửa bên lái đây, lên hạ xuống kính hoạt động khá là tốt và tay nắm mở cửa chưa có dấu hiệu bị sơn lại. Tất cả các cái phần chỉ của cánh cửa đây nguyên zin, 100% là không đâm xô quý anh chị nhé. Trần của chiếc xe là trần thì nguyên bản từ đầu, trần khá là sạch đẹp, không bị xù. Nội thất hàng ghế phía sau đây, toàn bộ nội thất hàng ghế phía sau thì khá là nguyên bản, ghế da zin, không bị trầy rách. Tựa đầu của xe này, ba chỗ ngồi đằng sau này, toàn bộ là nguyên bản táp ly cánh cửa nguyên zin. Và đây là táp ly cánh cửa phía sau, toàn bộ chỉ là nguyên bản từ đầu. Đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe. Theo thời gian thì hai cánh cửa vẫn là đều màu với nhau và toàn bộ nguyên zin táp ly và tất cả các cái phần chỉ của cánh cửa trước và sau đều nguyên bản hết từ đầu. Bậc lên xuống và cột này, sơn zin hết toàn bộ. Ốc khóa bản lề nguyên bản. Đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe. Toàn bộ táp ly khá là đẹp và các cái thông số kính thì yên tâm, đều năm sản xuất của 2012 và của hãng Kia. Hàng ghế cực kỳ đẹp. Xe sử dụng số sàn 5 cấp và phanh tay củ số vô lăng, toàn bộ là nguyên bản hết từ đầu. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, nhớ ấn nút kênh chia sẻ và ấn nút theo dõi kênh của em Lợi để cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đặt qua sử dụng. Vâng, về phần đầu và phần máy của chiếc xe thì khá là đẹp. Toàn bộ ốc máy là nguyên zin đây. Đấy, rất chi là khô ráo và sạch sẽ sau 9 năm sử dụng và toàn bộ các cái phần ốc, tai đèn và ốc cabo, chỉ cabo đều là nguyên bản từ đầu. Tem mác của cabo đây, nguyên zin, không có dấu hiệu bị tháo lắp. Máy khá chi là đẹp. Và đây là tiếng động cơ đang hoạt động, toàn bộ động cơ chạy khá là êm. Xe sử dụng động cơ máy xăng 1 chấm, khá là tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Hộp số của chiếc xe toàn bộ là nguyên bản. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn đang xem video một chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2012, số sàn, xe nhập nguyên chiếc, không đâm va tai nạn taxi. Quý anh chị nào mà có nhu cầu liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc quý anh chị có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn. Chúc toàn thể quý anh chị các bạn sớm tìm cho mình những chiếc xe ưng ý và hài lòng nhất.